sáng 10 tháng 9, tại huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái đã xảy ra vụ sạt lở đất nghiêm trọng khiến 5 người tử vong và 4 người mất tích. Trong khi đó, nhiều khu vực ở thành phố Yên Bái đang chìm sâu trong nước lũ do mực nước sông Hồng vẫn dâng cao. Vụ sạt lở xảy ra vào khoảng 2 giờ ngày 10 tháng 9 tại thôn Ác, xã Minh Xuân. Đất từ đồi cao bất ngờ tràn xuống, vùi lấp hoàn toàn 5 hộ gia đình dưới chân đồi. Ngay lập tức, gần 300 người thuộc lực lượng công an, quân đội, chính quyền địa phương và người dân đã được huy động để tìm kiếm và cứu hộ. Hai người bị thương đã được đưa đi cấp cứu kịp thời. Công tác tìm kiếm người mất tích vẫn đang tiếp tục. Sáng nay, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Thế Phước đã đến xã Minh Xuân, huyện Lục Yên để thăm hỏi các gia đình bị ảnh hưởng bởi sạt lở đất và chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả. Do mưa lớn kéo dài, khu vực đồi cao vẫn tiềm ẩn nguy cơ sạt lở, gây khó khăn cho việc cứu hộ và khắc phục hậu quả. Tại thành phố Yên Bái, mực nước sông Hồng dâng cao khiến 7.934 ngôi nhà bị ngập lụt, buộc phải di dời. Theo Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn tỉnh Yên Bái, đến ngày 10 tháng 9, bão số 3 đã gây thiệt hại nghiêm trọng với 28 người chết và mất tích, gồm 22 người thiệt mạng và 6 người mất tích. Ngoài ra, còn có 10 người bị thương và nhiều nhà cửa bị thiệt hại. Tình hình thời tiết phức tạp và mưa lớn kéo dài làm gia tăng rủi ro sạt lở và lũ quét, khiến công tác cứu hộ gặp nhiều khó khăn.